Xin chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Di Quang Hải Dương nhé. Thì trong buổi tối muộn ngày hôm nay em sẽ lên sóng hai cái mẫu xe Ford số tự động. Một chiếc là với động cơ 2.0 và đó là chiếc Ford Focus sản xuất năm 2007, bản 2.0 là bản đủ, bản full anh em nhé. Có trang bị cửa sổ trời. Đấy. Và tiếp theo là một chiếc Ford Mondeo sản xuất năm 2005, Ford mới, đèn hai vạch, động cơ 2.5 bản đủ. Đấy. Bản đủ của chiếc Ford Mondeo này là cũng ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, động cơ 2.5 V6, một cái mẫu xe mà đi cực kỳ đầm và chắc anh em nhé. Thì hai cái mẫu Ford này nó đều mang cái tông màu rất là độc đáo luôn. Một chiếc mang tông màu vàng cát và một chiếc mang tông màu cà phê anh em nhé. Đấy. Thì anh em nào mà quan tâm đến một trong hai chiếc Ford, một trong hai chiếc Ford này thì hãy theo dõi video clip này của em nhé. Thì nếu mà đây là lần đầu tiên mà anh em theo dõi video clip của em thì hãy ấn một nút đăng ký kênh và nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Thì hai cái mẫu Ford này đang được bên em bán tại salon ô tô số 1 Kinh Môn tại phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Nên anh em nào mà muốn xem xe trực tiếp thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286, em Quang Hải Dương. Đấy. Thì bây giờ em sẽ đi vào tổng thành chi tiết hai mẫu xe này anh em nhé. Thì đầu tiên là chiếc Focus sản xuất năm 2007, bản 2.0 số tự động. Chiếc này mang biển 34 Hải Dương em luôn anh em nhé. Với cái tông màu vàng cát này, rất là đẹp luôn. Bản sedan 2 đầu, xe trang bị 4 bánh phanh đĩa ABS đủ 4 bánh, cửa sổ trời. Đấy, gương kính chỉnh điện và màn hình camera lùi. Đấy. Na răng đa chấu nguyên bản theo xe. 2007, động cơ 2.0, bản đủ anh em nhé. Đấy, form dáng của nó rất là đẹp luôn. Với cửa tiền đang được bên em bán với mức giá là 205 triệu đồng. 205 triệu đồng là giá trên đã bao gồm phí rút hồ sơ rồi. Nếu bác nào quan tâm thì hãy alo cho em nhé, theo số điện thoại trên. Đấy, sơn xi của nó rất là đẹp này, các bác nhìn này. Với tông màu vàng cát nhé, động cơ 2.0, cửa sổ trời, xi nhan báo giá tích hợp trên hông xe này. Đấy, cửa sổ trời đây anh em nhé. Đấy, tất cả còn chạy mượt mà hết. Số tự động. Đấy, số tự động nhé, 4 kính chỉnh điện auto này, gương kính chỉnh điện này, cụp xe đầy đủ hết. Đây anh em nhé. Đấy, mọi thứ của nó này. Hai túi khí an toàn, 4 bánh phanh ABS, màn hình camera lùi đầy đủ hết. Đây, bản sedan 5 ghế ngồi, tông màu vàng cát, nội thất màu vàng kem. Đấy, rất là đẹp luôn. Xe thì cam kết với anh em là không có tai nạn đâm vai, ngập nước gì cả. Mọi thứ nguyên bản, tôn vỏ cái dòng Ford này. Đấy, hai chiếc Ford này thì nó cực kỳ là dày. Đấy, cách âm rất là tốt luôn. Xe không có mục mọt gì đâu anh em nhé, không có tai nạn đâm vai mục mọt gì cả. Giá đang được bên em bán với mức giá là 205 triệu đồng, bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc. Đấy, nếu bác nào quan tâm thì hãy alo cho em nhé. Đây, nội thất của nó đây. Đấy. Đây các bác nhé, 5 ghế ngồi. Đấy, keo chỉ, sùng chỉ của nó còn nguyên bản hết. Đây, cái lòng trong cánh cửa các bác nhìn này. Đấy, tất cả mọi thứ đây anh em nhé, nguyên bản luôn. Đấy, keo chỉ. Đây, nó dán cái này vào, bóc ra các bác nhìn này. Đấy, quá là ok luôn. Đấy, lòng trong của nó này sáng lọng luôn, rất là đẹp. Đây các bác nhìn nhá, keo chỉ, mọi thứ của nó rất là ok, rất là đẹp. Bản 2.0 là bản full rồi. Đấy, cốp mở điện này anh em nhé, cốp rất là rộng luôn. Đấy, có cả ti chống cabo các kiểu luôn này. Đấy, keo chỉ sùng chỉ của nó đây. Đó. Đây, đồ nghề kích lốp, lốp dự phòng. Đấy, mọi thứ của nó này, nguyên bản theo xe luôn. 205 triệu đồng, bây giờ các bác bỏ ra mua một mẫu xe này thì nó là ăn chắc mặc bền rồi. Đi cách âm rất là tốt, mức tiêu hao nhiên liệu tầm khoảng từ 8 cho đến 10 lít trên 100 km. Đấy, xe bên em có như nào báo như thế nhá, có như nào là báo như thế anh em nhá. Xe không có tai nạn đâm vai cả, táp lô táp ly đây, mọi thứ đây. Đấy, chìa khóa là có mấy cái chìa khóa nguyên bản theo xe luôn. Đấy, chìa khóa Ford này anh em nhá. Đó, điều hòa màn hình. Đấy, tất cả mọi thứ đây. Đấy, cửa sổ trời, chân nỉ nguyên bản theo xe. Đấy, đây em sẽ quay phần khoang máy động cơ cho anh em xem. Thì cái dòng này, dòng Focus ấy, thì là chắc chắn một điều, nó là mở lắp cốp ở đây rồi, mở lắp capo đây rồi. Đợi một chút em mở cái lắp này. Một tay mở nó thao tác nó không được. Rồi, phải hai tay. Đấy.
Xong bây giờ là vào lổ máy. Lổ máy cho anh em. Đấy, lại phải cầm cái chìa khóa này vào mới lổ máy được. Nó không như giống như dòng xe khác là mở lắp cabo ở bên trong. Đấy, đẹp chưa? Nguyên bản hết anh em nhé. Đấy, xe không có tai nạn đâm vai ngập nước gì cả, mọi thứ nguyên bản luôn. Đây, lổ phát ăn ngay. Đấy, xe không hề báo lỗi nhỏ nào nhé, quá ok luôn đó anh em nhé. Đấy, cửa sổ trời nó đây. Đấy, chạy rất là mượt mà luôn, auto luôn. Đây, máy của nó đây, 4 máy sử dụng kim phun điện tử nhá. Máy của nó em là máy zin luôn nhá. Đấy, máy này em chưa vệ sinh gì cả, xe mới về cửa hàng chưa vệ sinh, chưa rửa máy gì cả, nhưng máy rất là khô nhá. Đây nó chỉ là bụi bẩn mốc nước thôi nhá, chứ không phải là dầu mỡ đâu anh em nhá, không phải là dầu mỡ đâu, máy zin luôn. Động cơ 2.0 hộp số tự động. Đấy, anh em nào kết thì alo cho em theo số điện thoại là 0358286286. Em Quang Hải Dương. Giá đang được bên em bán với mức giá là 205 triệu đồng cho mẫu xe Focus này. Đấy, nên bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu mẫu xe Ford Mondeo kia. Đấy, Mondeo sản xuất năm 2005, lên đèn mới rồi. Đấy, mắt xích đèn hai vạch với cái tông màu lâu này rất là đẹp này. Xe trang bị 6 túi khí an toàn, đèn bi xe lông, điều đấy. 4 bánh là không là la răng đúc đa chấu này, bản form mới la răng có đẹp hơn rất là nhiều. Phanh đĩa 4 bánh ABS đủ 4 bánh luôn, xi nhan bao dẻ tích hợp trên gương, gương kính cục xe đầy đủ. Và cái xe Ford Mondeo này thì với cái tông màu lâu này thì nó rất là hiếm và đẹp. Đấy, đã độ bô. À, đôi bô này nghe siêu trầm, nghe cực kỳ thể thao luôn, nghe rất là thích luôn. 2.5 V6 nhá, rất là khỏe. Đấy, tên Tư Nhân, biển Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, bác nào Thành phố Hồ Chí Minh thì về tên không bị mất 20 triệu tiền biển và để nguyên biển này nhá. Biển cũng rất là đẹp luôn. 56356. Đấy. Sinh lộc tài, sinh lộc. Theo em dịch là lôm la là như thế. À, dàn lốp của nó còn rất là ok. Michelin anh em nhá, Michelin này. Lốp của nó còn dày luôn, kể cả là lốp sau này. Đấy. Tuần đấy, có anh nghe chưa? Đấy, cái giá trị cốt lõi của nó này. Mẹ ô, nó phải nói là nó dày, tôn nó dày thực sự luôn. Đấy, tôn dày thực sự luôn. Form dáng của nó các bác nhìn này. Đấy, đèn pha của nó, đèn mắt xích rất là đẹp luôn nhá. Cuối năm 2004 đã lên form mới đèn mắt xích này. Đấy, form dáng của nó căng đét luôn. Đây các bác nhìn này. Đó. Cực kỳ căng luôn anh em nhé. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2021 và dàn lốp 4 quả Michelin dày quịch luôn. Về chỉ việc đi thôi. Đấy. Gương kính này, cục xòe đầy đủ hết anh em nhé. Xe không có tai nạn đâm vai cả, keo chỉ sung chỉ đây. Con này máy gầm cực kỳ chất luôn. Đấy, nội thất của nó đây. Được chủ xe đã lôi lên nội thất màu da bò. Nhìn rất là đẹp, màn hình Android to bản luôn anh em nhé. Tí em sẽ giới thiệu về phần màn hình. Đấy, rất là đẹp anh em ạ. Đây, form dáng của nó đây, nội thất rất là ok. Đấy, đằng sau lắp thêm hai màn hình giải trí nữa. Đấy, lót sàn này đầy đủ rồi, về chỉ việc sẵn đi thôi. Đấy, thì chiếc Ford Mondeo này thì đang được bên em bán mức giá là 188 triệu đồng cho một con xe mà nó thực sự là cọp, rất là cọp luôn. Đấy, keo chỉ của nó nguyên bản, nòng trong cánh cửa rất là sạch sẽ luôn. Đây các bác nhìn nhá, tem mác của nó đây, tất cả rất là ok. Đấy, đây các bác nhìn nhá, sáng choác luôn. Với cái tông màu này thì nó lại cực kỳ là đẹp nữa rồi. Tông màu rất là đẹp, tông màu lâu cà phê này. Đó, ống xả đôi này, động cơ V6 3.0 nhá, sàn xanh đét luôn. Đấy, đây, nội thất táp lô táp ly của nó rất là đẹp anh em ạ, cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đây, xe nhớ ghế, 3 vị trí ghế, 4 kính chỉnh điện auto này, gương chỉnh điện này. Đấy, ghế chỉnh điện này anh em nhé. Đấy, có gì này. Đó, rất là ok luôn. À, sạch sẽ chưa, nó là nguyên bản anh em nhé, tất cả mọi thứ nguyên bản này. Đấy, màu nguyên bản chứ không phải là màu thay đâu nhé.
đèn đây, đang độ sáng táp lô, chỉnh đèn đây, đèn gầm đèn giếc ở đây. Đấy, chỉnh volume mode ở đây. Đấy. Và chỉnh volume hai bên này nhá, cộng trừ nhá, nghe nhạc các chế độ rảnh tay nhá. 2005 thì form mới thì đã có chế độ rảnh tay trên này rồi. Đấy. Đây, bấm nút này này, to nghe bé, to to bé nha. Màn hình của nó thì lên một cái màn hình rất là ok này. Đây, cắm chìa khóa vào gương tự mở luôn anh em nhé. Đồng hồ. Đấy, chạy chuẩn giờ phép. Em quay đang đúng 9 giờ tối này. Màn hình Android to bản. Đó. Tích hợp luôn cả cái này nhá, nó sẽ tích hợp cho anh em 3G, 4G này, Wi-Fi này, Bluetooth này. Đấy, dây aux này, dây USB này. Đấy, nó làm trong cái đống dây trong này này. Đấy, nó có cái cổng ra để anh em cắm vào. Đấy, điều hòa auto tự động đây anh em nhé. Cốp mở điện đây này. Đấy. Cốp mở điện đây. Đó. Điều hòa auto tự động. Đồng hồ. Đấy, chạy đúng giờ luôn. Đấy. Xăng còn nếu mà bình xăng mà lửa bình như này thì nó hiện tại nó còn đi khoảng 350 cây nữa. Thì nó là một vấn đề là quá là ok rồi. Đổ đầy bình xăng con này nó rơi vào tầm khoảng 800.000. 800.000. Nên bây giờ nó có báo lửa bình xăng nữa, nó báo khoảng 350 cây này. Đấy, xe order 21 vạn anh em nhá. Xe order 21 vạn. Đấy. Xe trang bị tổng thể là 6 túi khí an toàn. 6 túi khí an toàn. Đấy, xe bên em có như nào là bán như thế anh em nhá. Có như nào là bán như thế. Bật YouTube này. Đấy, có nhìn này, có sử dụng 4G này. Đấy, có định vị GPS luôn này. Nói chung là cái này nó là đa phương tiện rồi. Đa phương tiện anh em nhé. Đấy. Rất là hay luôn. Âm thanh nhà chất lắm. Đấy. Mọi thứ của nó nguyên bản nhé. Kể cả những cái đèn cánh cửa. Đó. V6 3.0 số tự động. Đây. Máy bên em nhé. Đây nó chỉ là bụi bẩn thôi nhá. Đấy, rất hạn chế rửa. Rất là hạn chế rửa máy luôn. Nếu các bác nào thích thì bỏ khoảng 200.000 nữa thôi. 200.000 là cái máy này sạch quang luôn. Máy nổ chắc lịch luôn anh em ạ. Đấy. Nguyên bản hết này. Đấy, những con ốc của nó nguyên bản này. Tất cả mọi thứ nhá, keo chỉ nguyên bản hết. Động cơ 2.5. Đấy. 2.5. Quên em lại bảo con này là 3.0. Con này là V6 2.5 số tự động. Đấy. Hộp số tự động 5 cấp. Rất là đẹp. Rồi. Bác nào quan tâm hai cái mẫu Ford này thì hãy alo cho em theo số điện thoại là 0358. Đấy. 0358 286 286. Em Quang Hải Dương nhé. Hai cái mẫu xe này đang được bên em bán với mức giá rất là hợp lý. Đấy, giá trên là đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc rồi. Nên bác nào quan tâm thì hãy alo cho bên em nhé. Bên em có gia lộc cho bác nào thiện chí. Đấy, gia lộc mỏi mồm luôn anh em nhé. Đấy, hẹn gặp lại tất cả quý vị, anh chị và các bạn theo những video lần sau.